Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Alo Bác sĩ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với mong muốn mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất liên quan tới sức khỏe cũng như là những tư vấn của chuyên gia của chương trình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với những bệnh liên quan tới răng miệng. Vâng, và chuyên gia của chương trình ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu giáo sư tiến sĩ Trịnh Đình Hải, Viện trưởng Viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Trước tiên xin được cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu phần trò chuyện thì xin mời giáo sư, xin mời quý vị khán giả theo dõi những ghi nhận của chúng tôi. Mòn cổ răng là bệnh vô cùng phổ biến hiện nay, ở mọi lứa tuổi, nhất là người lớn. Không chỉ gây ra những phiền toái khó chịu mà mòn cổ chân răng khiến bạn mất thẩm mỹ khi giao tiếp. Dấu hiệu để nhận biết mòn cổ chân răng là chúng ta thường thấy một rãnh sâu hình chữ V nằm ở mặt ngoài sát viền liếu, hay bắt gặp ở những chiếc răng hàm nhỏ, răng nanh và răng cửa. Triệu chứng lúc ban đầu chỉ là một rãnh nhỏ ở cổ răng và thường bệnh nhân rất ít chú ý đến điều này vì chưa có triệu chứng gì. Đa số khi bệnh nhân đến nhờ nha sĩ can thiệp thì lúc đó tình trạng đã trở nên nặng, gây ê buốt khi ăn nóng, lạnh, thậm chí là đau, tạo mủ hoặc nặng hơn là gãy ngang thân răng. Việc tìm hiểu nguyên nhân gây mòn cổ chân răng sẽ giúp bạn có cách phòng ngừa cũng như hướng điều trị phù hợp. Vâng, thưa giáo sư, bệnh mòn cổ chân răng là gì ạ? Và nguyên nhân nào dẫn đến việc bị mòn cổ chân răng? Mòn cổ răng thì là có nhiều cái nguyên nhân. Một là cái nguyên nhân do sang chấn cơ học, là do bản thân chải răng không đúng phương pháp. Có thể đưa cái bàn chải theo chiều ngang với cái lực quá mạnh là cũng có thể gây mòn cổ răng. Mấy trường hợp thứ hai nữa là nếu như mà các nguyên nhân cơ học nó lại cộng với các cái yếu tố hóa học nữa thì làm cho quá trình mòn răng nó tăng lên. Ví dụ như là hay ăn các cái đồ có chất ăn chua, có pH toan, nó hay gây mòn răng. Và những cái ăn các cái thực phẩm mà nó có cái pH nó toan tính cũng có thể là gây nên mòn răng rất là nhiều. Lại có những cái nguyên nhân là do cái bệnh nghề nghiệp và cái bệnh thử rượu cũng có thể gây nên cái tình trạng mòn răng hết sức là nặng. Hiện nay thì cái phương pháp để có thể điều trị bệnh mòn cổ chân răng là gì thưa giáo sư? Trước cái bệnh mòn răng thì hiện nay là đối với các bác sĩ răng hàm mặt thì cái việc mà điều trị giải quyết cái hậu quả của mòn răng này không phải là khó. Và tùy theo tình trạng, ví dụ như là nếu như mòn nhẹ thì có thể không cần làm gì, chỉ cần hướng dẫn cho bệnh nhân chọn cái kem răng và bàn chải để chải răng chống ê buốt và hướng dẫn cách chải răng không gây nên cái sang chấn cơ học. Khi mà nó đã có một cái tổn thương thành mất cái mô cứng của men răng đấy thì phải hàn phục hồi lại cái thân răng. Thế và một cái trường hợp nữa mà khi mà cái răng nó mòn quá nhiều mà hàn phục hồi không được, không giữ lại được thì lại phải làm cái chụp bọc vân vân. Thì tóm lại là tùy vào cái tình trạng và cái mức độ mất cái mô cứng của răng mà người thầy thuốc có rất là nhiều cái giải pháp để mà xử trí trước vào cái trường hợp có mòn răng. Trong quá trình hành nghề của chúng tôi thì cái việc này là việc gặp hàng ngày hàng tuần. Thì có rất là nhiều những trường hợp mòn cổ răng mà bởi vì nó mòn ở cổ răng lại một phần nó nằm ở dưới lợi, cho nên là bệnh nhân có khi không biết, có khi nó mòn quá đến lúc nào đấy nó ăn cái cứng nó mới vỡ hoặc là nó gãy cái thân răng ra, hoặc là khi nào nó mòn mà đến sát cái tủy răng đấy rồi thì nó gây viêm tủy răng làm cho bệnh nhân nó đau tự nhiên, đau rất là nhiều thì bệnh nhân mới đến kiểm tra thì lúc đấy đã thấy là cái mòn răng nó đã tới tủy răng, gây viêm tủy răng rồi. Thì việc điều trị lúc này là một là phải điều trị cái viêm tủy răng, tức là phải điều trị nội nha. Sau đấy thì là mình mới hàn phục hồi lại cái phần mòn mất mô cứng của răng. Và trong nhiều trường hợp thì phải làm cái chụp sứ để khôi phục lại cái thân răng. Nếu như mà bị mòn cổ chân răng mà chúng ta không có những cái can thiệp cũng như là phương pháp điều trị kịp thời thì có dẫn đến việc bị tụt răng hay không ạ? Nếu mà mòn răng mà không được điều trị kịp thời thì sẽ gây ra các cái hậu quả là một là mất nhiều mô cứng của răng, sẽ gây ra ê buốt nhiều, và mòn tiếp tục thì sẽ gây tới hở cái tủy răng làm cho viêm tủy. Mà nếu lại không được điều trị nữa thì lại viêm tủy rồi thì lại viêm xuống mô vùng quanh cuống răng, và thậm chí là viêm quanh cuống răng mà không điều trị là có các biến chứng viêm lan rộng hơn, và một cái trường hợp nữa là có thể gây vỡ cái thân răng, và một cái trường hợp nữa có thể là gãy mất cái thân răng. Tóm lại là nó cũng rất là nhiều các cái hậu quả mà nếu như phát hiện sớm
thì có thể điều trị được ở cái mức đơn giản hơn. Vậy để có thể phòng tránh được bệnh mòn cổ chân răng thì chúng ta cần phải có những cái chăm sóc răng miệng như thế nào thưa giáo sư? Để mà phòng ngừa không bị mòn cổ răng thì một là phải chải răng đúng phương pháp, không làm gây ra cái lực mà cơ học quá mạnh làm mòn cổ răng. Và cái thứ hai đó là cũng phải chải răng một ngày ít nhất là 2 lần, trong đó có 1 lần vào buổi tối trước lúc đi ngủ, để làm sạch cái bề mặt răng, kiểm soát được mảng bám răng. Nếu mà có cái mảng bám răng thì đấy là cái tích tụ các cái thành phần mà có thể lại làm là cái yếu tố hóa học nó làm tăng cái tốc độ mà hủy cái mô cứng của răng. Cái thứ hai nữa là khi mà có cái cảm giác mà hơi ê buốt rồi thì đi khám bác sĩ nha khoa để mà có cái hướng xử trí và can thiệp kịp thời. Và một cái điểm nữa là phải thực hiện các biện pháp mà dự phòng sâu răng, bởi vì sâu răng là một trong những yếu tố mà cũng là gây làm tăng cái tốc độ cái mất cái mô cứng của răng. Thế và một cái điểm nữa là nên có cái thói quen đi khám răng miệng định kỳ 6 tháng tới 1 năm 1 lần để được phát hiện và được xử trí kịp thời. Vâng, thưa quý vị, như giáo sư Trịnh Đình Hải vừa có chia sẻ, đó là nếu như bệnh mòn cổ răng không được điều trị và phát hiện kịp thời thì có thể dẫn đến những cái hậu quả rất đáng tiếc đối với răng của chúng ta. Vậy nên chúng ta phải có những cái phương pháp chăm sóc răng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Để bảo vệ răng miệng, tránh hiện tượng mòn cổ răng, chúng ta cần có một chế độ ăn chăm sóc vệ sinh răng miệng hàng ngày theo đúng cách. Chải răng đúng cách là yếu tố quan trọng để bạn bảo vệ hàm răng của mình luôn chắc khỏe, sáng bóng, phòng ngừa tình trạng mòn cổ chân răng. Đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, không chải răng quá mạnh, dùng bàn chải mềm và kem đánh răng có chứa fluor. Sau khi đánh răng, nhổ phần còn lại của kem đánh răng và không cần súc miệng lại. Nếu muốn súc miệng, nên bôi một lượng nhỏ kem đánh răng lên răng, tác dụng của fluor sẽ hiệu quả trên răng. Ngay sau khi tiếp xúc với thức ăn, nước uống có chứa axit, súc miệng bằng nước, sữa hoặc nước súc miệng có chứa fluor. Uống nhiều nước trong ngày, đặc biệt là giữa các bữa ăn. Tránh hoặc giảm thiểu việc ăn uống có chứa axit, hạn chế thức uống có chứa axit trong bữa ăn. Thưa quý vị, những tháng cuối năm cũng là cao điểm của các bệnh truyền nhiễm. Trong đó, tay chân miệng luôn là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh. Thời gian qua, việc điều trị căn bệnh này là mối quan tâm hàng đầu, không chỉ của ngành y mà của toàn xã hội. Đề tài nghiên cứu sự biến đổi hóa học trong tinh dầu lá trầu hóc môn và những ứng dụng của nó trong điều trị bệnh tay chân miệng do tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân làm chủ đề tài, sau 5 năm thực hiện đang mở ra nhiều hy vọng cho một loại thuốc điều trị căn bệnh này. Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân đã thực hiện một số xét nghiệm tìm hiểu về tính diệt khuẩn của tinh dầu lá trầu. Sau khi có kết quả từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra về khả năng diệt khuẩn đối với vi khuẩn bệnh tay chân miệng, nhóm nghiên cứu đã đề xuất và được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa thành đề tài nghiên cứu từ cuối năm 2012 đến nay. Chúng tôi mới đem cái mẫu tinh dầu lên Viện Pasteur để test. Cái đó thì thấy nó trung hòa được virus OV71, tức là virus tay chân miệng, thì dường như chưa có những cái đề tài nào mà có thể là trị được cái này. Thành ra do đó thì nó chữa trị là mình nó cũng hơi sớm đấy, nhưng mà cái khả năng hỗ trợ cho trong bệnh tay chân miệng thì mình thấy là rất có nhiều triển vọng và khả năng. Còn theo giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn, chủ tịch Hội Hóa học thành phố Hồ Chí Minh, lá trầu rất thân thuộc với người dân Việt Nam. Lá trầu chứa đựng nhiều tinh dầu mang tính diệt khuẩn cao, người xưa đã biết sử dụng lá trầu để chữa một số bệnh về đau mắt, mũi. Tuy nhiên, để chắt lọc được những thành phần tinh chất như trong công trình nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã mất gần 2 năm để làm các thí nghiệm cần thiết. Nói về mặt hóa học thì nó, mặt sinh học thì nó là cái hệ enzyme rất mạnh trong đó. Thì mình phải điều khiển cái hệ enzyme đó để cho nó hoạt động theo ý của mình muốn. Đó là cái thứ nhất. Cái khâu thứ hai nữa là phải hiểu coi là cái tinh dầu lá trầu này là thu như thế nào, tức là thu hoạch như thế nào, tùy theo tháng, tùy theo năm như thế nào đó, để mình biết là nguyên thủy là cái lá trầu đó cũng đã một phần nào là có chất lượng tốt rồi. Khâu kế tiếp là hái lá trầu như thế nào, xử lý nó như thế nào, rồi chưng cất nó như thế nào.
việc lựa chọn giống cũng cần có cơ sở thực tế và hợp lý, đồng thời cũng cần tuân theo quy trình truyền thống của nghề nông. Vừa kết hợp làm các xét nghiệm, vừa nhờ sự hỗ trợ từ các đơn vị có liên quan. Đến nay, việc trồng trầu và gây giống của nhóm nghiên cứu đã khởi phát tại khu vực Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Cái trầu này cũng đang làm để mình tìm ra một cái công thức nó tốt nhất cho cây trầu. Thứ nhất là cái năng suất là nó cao để cho bà con được lợi. Cái thứ hai là để cái tinh dầu của nó đó, là chiết xuất ra là mình được cái tinh dầu có những cái thành phần tốt nhất. Chủ yếu mình làm này á thì về cái hữu cơ sinh học nó nhiều hơn là cái hóa học. Đó, mình làm như vậy thì cái chất lượng nó mới đạt hơn. Còn hóa học vô thì mình thấy nó tốt liền. Nhưng mà thực sự thì ăn về dài về lâu thì nó sẽ cây trầu mình nó đứng nó ăn không được bền. Nếu thành công thì đây sẽ là một giải pháp được nhiều người dân chờ đợi khi dịch bệnh tay chân miệng hoành hành hàng năm.